Chào tất cả các bạn. Mới nhìn ai cũng tưởng xe mới, mà bản thân Thái Lớn cũng tưởng vậy. Thực sự đây là chiếc xe Toyota Rush 1.8V màu đen đời 2020. Còn bảo hành gần 1 năm và đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2023. Nhưng mà nhìn y chang như xe mới, Thái Lớn thực sự ngạc nhiên, không ngờ chủ này chạy rất là kỹ. Và đó là lý do Thái Lớn muốn làm cái clip chia sẻ với các bạn, để qua đó chúng ta cùng xem có thực sự cái chủ xe này đi kỹ đến mức như thế nào. Và nhìn từ đầu xe, các bạn xem tất cả các chi tiết đèn đuốc rồi các kiểu. Bản này bản 1.8V nha các bạn. Cái này có radar và có gói an toàn Toyota TS hết nha các bạn. Nếu như mà không có cái bản mà xe cũ này thì thông qua màn hình, thông qua camera, bạn cũng tưởng Thái Lớn đang review cái xe mới. Bóng loáng luôn. Đi đến đây thì Thái Lớn nhìn bề mặt sơn, nhìn gân guốc rồi các thứ thì nó hợp với các bạn luôn. Thái Lớn cũng không có nhận ra được là xe này nó đã có sơn dặm lại chưa. Thái Lớn không dám chắc là xe này xin 100%, nhưng mà nước sơn nó đều danh dách luôn. Nhìn từ bên hông là Thái Lớn đón 99% là xe này không có chuyện cấn đụng rồi. Nhưng mà để check một cái dùm các bạn cho chắc ăn. Rồi. Ok. Rồi. 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 Mấy cái kẽ, mấy cái chân đèn này còn chưa có bụi nữa các bạn. Sạch bon như xe mới luôn. Nước sơn. Không có gì để chơi. Ghế đã lớn sôi coi. Coi ghế này ngồi cỡ nào. Xe này cũng chưa có ngồi nhiều. Chưa có dấu gì đá chân đây hết. Ok. Nếu mà các bạn mua cái xe này về á, mà các bạn chở ai đó ngồi vô đây á, bạn nói bạn mới lấy xe mới trong hãng 100% từ Thái Lớn ra, chắc chắn người ta tin liền. Mấy cái ổ khóa cửa này còn sáng giới luôn, chưa có bụi luôn các bạn. Đây, cái ngách cửa nè, bản lời nè. Và xe này audio nó đang thể hiện là 15153, 15.153. Rồi, coi buồng máy coi sao, bắt mắt quá. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải coi cấn đụng chùm khách hàng trước cái đã. Chẳng qua coi để cho mình yên tâm và nói với các bạn thôi. Chứ còn cái xe này công ty đã kiểm rồi, công ty là bao cấn đụng, bao ngập nước. Xe chạy mới 15.000 cây à, mà chủ chạy kỹ cỡ này làm sao có chuyện mà lũ như vũng nước, đúng không các bạn? Làm sao có chuyện cấn đụng được. Còn cái máy thì từ trên tới dưới nguyên cái thân máy còn sáng giới luôn. Đúng nghĩa là xe lướt, cái này có thể được gọi là xe lướt các bạn. Chủ này chắc là ít đi, 2 năm mà đi 15.000 cây thì mình nghĩ thuộc cái dạng người ít đi. Dây điện còn sạch du à. Tất nhiên cái này mình phải dọn lại rồi, nhưng mà vì nó dơ ít cho nên dọn nó mới ra lại được cái chất y chang như cái động cơ mới. Chứ còn nếu mà đi nhiều, dơ nhiều thì nó sẽ không ra được. Và cabo thì như zin. Nói xin lỗi chứ đứng ngay chỗ này chui vô cái buồng máy này nhìn, nhiều khi á, xe mới giao mà dọn ẩu ẩu á, còn dơ hơn cái xe này. Ghế trước cũng còn mới ken. Cảm giác giống như xe này chỉ có một người đi thôi các bạn. Cái ghế này, cái nhìn cái nước da nó còn mới lắm. Cái ghế sau cũng vậy.
Coi coi tay số rồi sao. Cái này giờ mình nói 5.000 cây người ta cũng tin, chứ đừng nói 15.000 cây. Và đây các bạn thấy nè, cái bịch ni lông, cái lớp keo ranti của cái bảng điều khiển máy lạnh tự động còn y nguyên luôn nè các bạn. Nè, nè. À, trời ơi. Trời ơi. Tắp lô còn y nguyên, chưa có cái dấu mà dán tượng Phật, dán con thú gì đây hết. Nhìn ken như mới luôn. À, tắp lô chưa một vết trầy. À, có cái cần số nè. Cần số thì cũng còn y nguyên luôn, không có dấu gì mòn hết, không có cái dấu hiệu gì hết. 15.000 cây mà sao mà mòn được. Rồi, như xe mới nha các bạn, như xe mới. Và thường là xe này người ta gọi là xe lướt, nhưng mà trong các kiểu xe lướt mà hay lớn gặp thì một chiếc xe 2 năm chạy 15.000 cây mà nó còn lướt, của lướt, cái chất của nó còn được như vậy thì thật sự hay lớn cảm thấy rất là ngưỡng mộ, cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái người chủ này đã giữ gìn cái xe của mình ken được như thế. Chiếc xe này đang được kêu bán với mức giá là 890 triệu. Cái ưu điểm nó được một cái là nó là biển số thành phố, cho nên nếu như những khách hàng nào đang ở Hồ Chí Minh mà lấy chiếc xe này thì các bạn chỉ tốn phí trước bạ 2% nữa thôi, và cái phí biển số bạn không phải tốn 20 triệu. Cũng chiếc xe giống vậy, nhưng mà nếu như bạn gặp và bạn định mua mà nó ở biển số tỉnh, bạn về thành phố thì bạn phải tốn ngoài trước bạ 2%, bạn phải tốn 20 triệu nữa. Thì đây là một cái ưu điểm mà cần phải kể ra đối với khách thành phố thôi nha. Còn khách tỉnh thì không có bị cái vụ mà biển số 20 triệu. Cái thứ hai nữa là xe này còn bảo hành. Bạn yên tâm, xe này còn bảo hành chính hãng. Tức là bạn lấy xe này, bạn đi về tỉnh khác hay bạn qua quận khác, bạn gặp bất kỳ đại lý nào của hệ thống Toyota, nếu như có sự cố, bạn vẫn đảm bảo được cái quyền lợi bảo hành giống như ông chủ trước. Cái thứ ba mà mình cần nêu ra đó là xe này chạy mới có 2 năm mà. Thì 23 tây tháng 6 là năm sau là nó hết đăng kiểm 2 năm rưỡi. Thì cái lần kế của nó là được 5 rưỡi, và bạn còn được 3 lần 5 rưỡi nữa. Cái đăng kiểm nó còn tương đối dài. Và có thể so sánh một chút, 890 triệu so với phiên bản 2022. Thì bây giờ xong xuôi giấy tờ ra biển số thành phố tầm khoảng 975, bạn lợi được khoảng gần 100 triệu. Tuy nhiên là được cái là bạn có cái xe đi liền, thủ tục nhanh gọn lẹ, pháp lý rõ ràng, hồ sơ công chứng sang tên trong ngày luôn. Còn phiên bản 2022 thì được cái là nó cao hơn được 2 đời, bảo hành 3 năm. Tuy nhiên là bạn phải mất thời gian chờ đợi xe nữa, bởi vì xe mới năm nay các bạn biết rồi đó, đa số phải đặt chờ. Xe đúng chất, đúng đời, giá hợp lý, an tâm, còn bảo hành, bán, bao mãn vốn. Các bạn có nhu cầu liên hệ nhóm Thái Lớn. Có hỏi những chiếc xe này, có hỏi những chiếc xe tương tự hay các dòng xe cũ khác. Mà nói thiệt cho các bạn nha, nhóm Thái Lớn bây giờ vừa bán xe mới vừa bán xe cũ, các bạn muốn gì cũng có. Chi tiết các bạn vui lòng gọi nhóm Thái Lớn. Cảm ơn các bạn đã xem clip, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Hay và ít hơn. Bye bye.